Rồi anh Phi chào các bạn. Bây giờ clip thì đang up lên, nhưng mà up hai cái clip buổi sáng và anh Phi làm theo cái tông là nhanh, bởi vì sáng nay anh Phi không có cái giọng anh Phi nó hơi bị mất, cho nên là anh Phi không có bình luận cho hai cái clip đó. Một clip là Võ Thần Giáp Sĩ gửi đi Sóc Trăng, một order trực tiếp bên Zalo, và một cái clip là trên Lazada, trên Shopee đặt cái con 634402, đó chính là Thần Rồng Quốc Lửa phiên bản nâng cấp. Còn bây giờ là một đơn hàng nữa để giao về Trân Thành, Bình Phước. Vẫn là Trân Thành nha các bạn. Hôm nay phát sinh đơn Trân Thành. Nhưng mà bạn Gia Bảo này là bạn Gia Bảo đặt giùm bạn, chứ có thể là Gia Bảo đặt được, và cái uy tín của Gia Bảo có, cho nên bạn nhờ đặt giùm. Nhưng trước khi đặt giùm, bạn Gia Bảo rất là dễ thương nha. Là bạn Gia Bảo nhờ bà nội liên lạc với anh Phi để nhờ đặt giùm. Bởi vì Gia Bảo không dám nói chuyện với anh Phi. Không ngờ là anh Phi... trong mắt các bạn anh Phi khó đến như vậy, mà đúng là anh Phi khó thiệt nha các bạn nha. Thật sự anh Phi khó tính lắm á, đừng có giỡn với anh Phi nha. Rồi anh Phi ghẹo các bạn thôi, khó thì cũng phải đúng chuyện mà khó nha các bạn. Giống như sáng nay anh Phi có liên lạc với một bạn ở Đà Lạt, bạn nói bạn là người mới tới Đà Lạt cho nên bạn không có biết cái địa chỉ của mình đang ở. Điều này làm anh Phi rất là giận. Anh Phi giận ở cái chỗ là bạn đó sinh năm 2008, là bằng tuổi với con anh Phi là 14 tuổi. Các bạn tới một cái nơi mới các bạn ở mà các bạn không biết cái địa chỉ của nơi đó, mà các bạn biết cái địa chỉ ở gần nơi đó mới lạ chứ. Chẳng hạn như thà em cho anh Phi là tổ 5, tổ 6, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì anh Phi còn chấp nhận được. Còn bây giờ các bạn cho anh Phi về vậy nè, cái địa chỉ nó vậy nó mới ác chứ. Gần số 36 Triệu Việt Vương. Triệu Việt Dương chứ không phải Triệu Việt Vương. À Triệu Việt Vương. Đường Triệu Việt Vương này anh Phi biết, tại Đà Lạt anh Phi cũng có đi nhiều cho nên anh Phi biết con đường đó. Vậy thì gần 36, bạn biết được gần 36 mà chính xác địa chỉ nhà bạn ở đâu mà bạn không biết mới là lạ chứ. Đó, còn không biết nữa thì các bạn cứ đưa anh Phi điện thoại cho ba mẹ anh Phi hỏi là biết ngay thôi. Nhưng mà bạn nhất quyết là không. À, bạn nhất quyết là không đưa cho ba mẹ ha. À, thật sự ra mà nói 14 tuổi rồi các bạn cũng lớn rồi. Anh Phi cũng không đến nỗi khó khăn với các bạn đến mức đó. Tại vì con anh Phi 14 tuổi, anh Phi đã cho quyền mua đồ qua mạng rồi. Nhưng mà bạn thì không tạo một cái tài khoản riêng, mà bạn dùng cái tài khoản của mẹ để bạn đặt. Mỗi lần đặt là bạn báo lại với mẹ là con có đặt cái đó bao nhiêu tiền đó, mẹ nhận giùm con. Hết, chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Nhưng trước khi đặt là bạn nam sẽ phải thông qua với mẹ nha, hoặc với ba. À, con đang muốn mua cái đó, ba mẹ thấy làm sao. Tại vì nói gì thì nói, cái môi trường trên mạng hiện nay cũng khá là phức tạp. Cho nên anh chị cũng muốn hỗ trợ. À, hỗ trợ là nói theo tiếng miền Tây, hỗ trợ bạn nam để làm chi, để xem lại. Thứ nhất là phí nè, thứ hai là tiền hàng nè, thứ ba là cái món hàng nó mua có hợp lý chưa ha. Nó đơn giản vậy thôi. Và anh Phi cũng mong muốn rằng là khi các bạn mua hàng nên xin phép ba mẹ, đừng có tự ý đi mua. Và cái bạn này cũng đang mua trên rất nhiều shop và cùng một chủng loại hàng. À, bạn vô tình bạn chụp một cái đơn hàng bạn mua ở shop khác cho anh Phi xem thôi. À, bạn nói là cái đơn này sao hủy được, anh Phi yêu cầu buộc phải hủy đơn. Hai là chỉnh địa chỉ lại, chứ không có kiểu mà địa chỉ giao gần gần chỗ này mà gần gần chỗ kia nha. Đó, đơn giản cái thà các bạn cho tổ ấp gì đó cho nó dễ, chứ đừng có gần gần cái địa chỉ này, gần gần cái địa chỉ kia. Đó, các bạn mua vậy, nói thật với các bạn, nhắm mắt gửi cho các bạn thì được, ra đó nhận được cũng được, trả về. Nhưng mà làm vậy tội nghiệp cho các bạn đó, làm gọi là có xin phép giống như bạn Bảo này lắm, giống như anh Phi gom đũa nắm vậy đó. Một là các bạn xin phép, hai nữa các bạn không xin phép rồi các bạn phải cho địa chỉ cụ thể chính xác và số điện thoại phải liên lạc được. Nói chuyện qua điện thoại mà bạn còn không dám nói chuyện thì làm sao mà nhận hàng. Nói thì nói vậy thôi chứ các bạn nhận ầm ầm mà ha. Rồi thôi, bây giờ anh Phi không nói về cái đơn hàng đó nữa. Anh Phi sẵn sàng giao hàng cho bạn nha, anh Phi không có làm khó bạn. Nhưng bắt điện thoại lên anh Phi nói chuyện và anh Phi hướng dẫn cái cách để nhận hàng. Tại vì bạn cho địa chỉ là gần số này, gần số kia. Nói thiệt với các bạn á, shipper nhiều khi họ ra họ thấy cái địa chỉ đó họ không thèm giao đâu các bạn. Nhiều khi họ thấy có khả năng bị ảo rồi họ báo là ba lần liên lạc khách không được họ trả đơn về thôi. Cho nên các bạn đừng có tưởng tượng cái câu chuyện đơn giản là em ghi địa chỉ vậy là địa chỉ chính xác, xong rồi anh Phi chat với bạn, bạn lại chụp một cái định vị về kinh độ và vĩ độ ở trên Zalo á, cái phần định vị á, gửi cho anh Phi cái kinh độ và vĩ độ, và kinh độ và vĩ độ đó nó nằm giữa phường 3 và phường 4 thành phố Đà Lạt, ai biết ở đâu. Các bạn cho một cái địa chỉ cụ thể, tổ ấp phường xã ha, tới tổ ấp phường xã nha, rồi quận huyện tỉnh thành phố là có thể đi được, và số điện thoại phải gọi được. Anh Phi thấy những cái câu chuyện tổ ấp phường xã là anh Phi sẽ gọi điện thôi,
trừ những cái đơn hàng mà giao thành công như những đơn hàng như thế này là anh Phi sẽ duyệt. Nhưng mà cái câu chuyện cuối cùng còn lại, bạn Gia Bảo rất là ngoan, bạn Gia Bảo vẫn nhờ bà nội gọi điện cho anh Phi để báo rằng là bạn Gia Bảo sẽ mua một đơn nữa, anh Phi duyệt đơn nha. Anh Phi không mong muốn như vậy, đến độ như vậy đâu các bạn. Nhưng mà cái là mình là trẻ nhỏ cho nên tránh những cái tình trạng là tự đặt hàng rồi tự bơm hàng, không tốt lắm đâu. Các bạn đừng có nghĩ chuyện đó là qua nha. Một thời gian sau, Shopee, Lazada, Tiki nó sẽ khóa tài khoản của ba mẹ các bạn lại. Và tới chừng muốn mua một cái gì đó nó nhu cầu cần thiết có thể là không có thể mua được trên mạng từ các diễn đàn đó, nó bị khóa lại. Rồi bây giờ bắt đầu tự đi tìm, đi mua ở ngoài cực lắm nha các bạn nhé. Có những chuyện mua qua mạng nó sẽ nhanh hơn nha. Rồi trong lúc nói chuyện nãy giờ thì anh Phi thử cái vô window rồi, và anh Phi cố tình tới giai đoạn này anh Phi mới làm như thế này. Có một bạn tháo vậy nè các bạn, không ra đâu nha. Các bạn bấm và các bạn dùng cái đầu ngón cái nè, cái đầu ngón trỏ nè, bấm vô đây đẩy nó ra ha, nông đẩy nó ra là nó ra thôi. Vừa bấm cái này vừa nông kéo nó ra. Còn nếu các bạn đủ mạnh thì nắm kéo nó ra, nhưng mà khó lắm các bạn. Anh Phi còn kéo không ra mà làm sao các bạn kéo ra. Vậy thì câu chuyện cuối cùng còn lại là đây. Còn nếu mà các bạn cái con này mà mới về mà nắm kéo ra thì nó cũng bình thường thôi các bạn, bởi vì cái ngàm ở đây nó trơn tru. Có những cái ngàm nó còn bót thì cứ từ từ nè, không ra đâu nè, đẩy nè, dùng ngón cái đẩy. Và rõ ràng là khi anh Phi chỉ bạn là dùng vừa bấm vừa dùng ngón cái đẩy là bạn ok thank you liền ha. Vấn đề ở chỗ là không có người chia sẻ với các bạn thôi. Rồi yêu cầu của bạn Gia Bảo á, là một con Yoyo nhại dây, 1A nhại dây. Nhưng mà bạn đưa cho anh Phi cái con 677 211 là con thần hổ á, thì anh Phi hết rồi. Anh Phi mới tư vấn vào thần hổ song đấu. Khi bạn mua cho bạn bạn cái này là bạn rất là biết ơn bạn. Thứ nhất giá nó rẻ hơn, tại vì đang là nhà cung cấp số 2, họ đang chạy chương trình giá cho nên giá nó rẻ hơn, bù lại không có quà tặng thôi nhé. Rồi cái thứ hai là chơi ở Yokondo, nó sẽ là một con thần hổ linh thú, nhưng mà nó khác con thần hổ linh thú chút xíu ha. Nó là thần hổ song đấu cho nên cái mặt nó như vậy. Và khi chuyển qua Yoyo thì nó sẽ trở thành 1A nhại dây nha các bạn nhé. Và anh Phi có hứa với các bạn là tới cái con này anh Phi sẽ chỉ cho các bạn cái bạc đạn mini nha. Anh Phi sẽ chỉ cho các bạn mini, vẫn tháo ra như bình thường nha các bạn nhé. Đó, tại vì cái ti này rất là khó cầm để xây nó, cho nên anh Phi phải mượn cái này anh Phi xây. Đây, bạc đạn mini. Nhưng khi tháo con này ra các bạn phải cẩn thận, nó có hai cái lông đòn. Và lông đòn này các bạn chỉ cần để sai mặt là nó sẽ không chạy được thôi. Cái mặt này nè, nó có cái gân nè, nó có một cái lồi lên nè, mặt này mặt bạc phẳng nè. Mặt lồi lên á là nó sẽ cắm vô đây như vậy nha các bạn nha. Còn nếu có lỡ tháo ra bị rớt thì lụm lại cắm nó vô như thế này. Và khi lấy ra là nó có hai cái kẹp hai bên nè các bạn thấy không? Đó, đây anh Phi sẽ lấy ra cho các bạn xem. Rồi. À, bởi vậy người ông bà ngày xưa người ta mới có dạy học ăn, học nói, học gối rồi học mở. Chính xác là như vậy nha các bạn nhé. Bởi vì khi anh Phi mở ra có những cái bo mạch quá phức tạp á, là anh Phi phải dùng cái máy chụp hình anh Phi chụp lại để hồi khi biết ráp là ráp lại chỗ nào nha. Anh Phi không phải là dân điện tử để nhìn vô đó anh Phi biết cái dây đó là dây nào. Cho nên anh Phi dùng cái cách là dùng cái máy chụp hình của mình nè, cái điện thoại này anh Phi chụp lại để hồi biết anh Phi biết dây nào nó chấm vô đâu để anh Phi hàn lại nếu anh Phi có rã mạch nhé. À, chúng ta sẽ phải dùng mưu kế thôi các bạn ha. Đây là cái bạc đạn mini, nó khá là nhỏ so với cái bạc đạn tiêu chuẩn nhé. À, cô Thư cho chị Thư cho mượn cái bình, cái hộp bạc đạn tiêu chuẩn. Đây là bạc đạn tiêu chuẩn nè các bạn, nó to hơn các bạn thấy không, nó to hơn đấy thấy không. Đó, cái câu chuyện nó đơn giản chưa. Đấy, cho nên bạc đạn tiêu chuẩn này thì đa phần dùng cho các Yoyo tiêu chuẩn hiện nay. Các Yoyo 1A không nhại dây hiện nay đa phần là dùng bạc đạn tiêu chuẩn này, còn bạc đạn này là bạc đạn mini. Và anh Huy vẫn không mong muốn rằng các bạn tháo cái bạc đạn này ra để làm cái gì. Tại vì anh Huy có hứa là anh Huy làm, cho nên là hôm nay anh Huy mở cái này lên anh Huy làm. Nhưng anh Huy không mong muốn đâu, khi các bạn tháo ra các bạn không đủ cẩn thận, các bạn sẽ làm mất hai cái miếng này. Đó. Cái thứ hai, các bạn ráp vào không đúng ha, cái mặt phẳng nè, à, nó nằm biệt ngoài nha. Đấy, rồi. Khi cái cây ti này các bạn tháo ra nó sẽ nhóm ra ngoài, cho nên khi gắn vào thì các bạn phải nắm xây vào, xây cho tới khi không còn xây được nữa bằng tay nha, đừng có dùng kềm nha. Khi dùng kềm các bạn kẹp ở đây nó sẽ bị tà cái răng này và không có dặn vô được nữa. Đó, anh Phi cho vào ha, ém vào cho đúng ha. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ xây cái này vào. Và khi xây vào các bạn sẽ phải đảm bảo rằng là nó trơn tru nha, nó không có cạy răng. Khi nó cạy răng mà các bạn cứ cố mà các bạn dặn vào á
nó sẽ bị nhảy răng và nó hư ha. Nó hư hoặc là gây ti hoặc là cái cục này ha, cái cục này nè nè, đây nè, hồi nãy anh Phi mượn nên Phi tháo nguyên cái cục đen này ra nè. Rồi đây là con Yoyo 1A nhại dây. Bạn đang tìm mua Yoyo 1A nhại dây, một là các bạn mua những con thuần Yoyo 1A nhại dây, hai nếu các bạn là người mới chơi thì anh Phi khuyến cáo các bạn nên mua cái con song đấu này, vừa chơi Yokundo được, vừa chơi Yoyo được, cả hai trong một. Nếu các bạn mua quà tặng thì càng hay nữa, các bạn mua quà tặng cho em, cho cháu, cho bạn bè cùng chơi với nhau thì càng hay nhé. Và nhớ là các bạn đặt từ yêu đồ chơi trẻ em.com thì nó có cái mục của nhà cung cấp số 2, các bạn ra trên đó và các bạn gõ 677151 thì nó sẽ ra hai cái mục để các bạn chọn. Mục một thì giá nó cao hơn, nó có quà tặng, mục một thì giá thấp hơn nhưng không có quà tặng. Cái mục này giá thấp hơn không có quà tặng đây các bạn. Cộng ship luôn thì nó cũng chỉ có 144.000 thôi nhé. Đấy. Rồi, ship thì các bạn có thể hỏi anh Phi bao lâu. Các bạn nhớ một câu thần chú như sau là bưu phẩm thì từ 2 cho tới 5 ngày. Mình ở tỉnh thì chỉ có bưu phẩm thôi. Chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó có thêm gói quả tốc, tại vì anh Phi ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu các bạn tìm được cái shop nào bán cái này mà ở khu vực các bạn ở á, chẳng hạn như các bạn ở huyện Trân Thành mà có cái shop ở huyện Trân Thành á, thì quả mai họ sẽ giao quả tốc được. Nhưng mà nếu các bạn ở tỉnh Bình Phước luôn mà không phải ở Trân Thành mà ở Bù Đăng, Bù Đốp hoặc là Bù Gia Mập thì chịu thua nha các bạn nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ xoay cái này ra để anh Phi chơi Yoyo 1A nhảy dây là như thế nào. Quăng xuống hút cái nó lên, đơn giản, quăng xuống hút cái nó lên à, được chưa? Quăng thì quăng phải đủ mạnh và đủ chuẩn. Các bạn hỏi anh Phi quăng khi nào chuẩn, xin thưa với các bạn phải tập từ từ. Bản thân anh Phi cũng vậy, ngày xưa quăng không có chuẩn đâu, không có đứng con Yoyo đâu, nó nghiêng chiền à. Nhưng mà chơi từ từ nó sẽ quen thôi, cái gì nó cũng vậy hết các bạn ha. À, các bạn chơi game cũng vậy, các bạn cũng sẽ phải cảm nhận được. Mới chơi thì làm sao rành được, chơi rồi nghiên cứu riết rồi mới rành được, rồi mới trở thành là gọi là chuyên gia được ha. Đây con Yoyo 1A nhại dây, các bạn có thể chơi con này cất cái này hoặc chuyển qua chơi con này cất cái này. Nhưng anh Huy khuyến cáo là các bạn đừng mang lên trường học. Nếu các bạn mang lên trường học thì khi các bạn chơi các bạn phải giữ cho kỹ để mất nha. Và để mất rồi bị ba mẹ rầy rồi lại buồn phiền, rồi học hành kết quả không tốt, rồi lại bị cấm cản về đồ chơi nữa ha. Nói vậy thôi các bạn. Các bạn khỏe, các bạn vui là cha mẹ vui rồi. Nhưng nếu kết quả học tập của các bạn tốt nữa thì cha mẹ vui hơn ha. Rồi, mà vui thì nhiều khi tới sinh nhật đồ dễ xin quà đồ hơn ha, đơn giản vậy. Rồi, anh Phi sẽ bỏ như đây. Nhưng mà đúng ra cái đơn này nó không có quà tặng, nhưng mà các bạn đặt qua Gia Bảo. Thằng Gia Bảo này rất là ngoan. Và cái bạn nhỏ nhờ bạn Gia Bảo này cũng ngoan. Cũng ngoan nha, rất là ngoan. Là nhờ bà nội liên lạc cho nên thôi. Anh Phi đền cho cái sự ngoan đó ha. Anh Phi tặng 2 giây cho bạn nha. Tặng 2 giây cho bạn ha. Bạn tặng cho bạn của Gia Bảo á, chứ không phải tặng cho Gia Bảo. Gia Bảo đứng đặt giùm mà, cho nên cái này là Gia Bảo mua giùm, mua hộ nha. Là anh Phi tặng 2 giây ở trong này nha. Đấy, đấy là tặng cho bạn của Gia Bảo. Còn Gia Bảo thì sao ta? Đó, Gia Bảo có thể là cự anh Phi. Gia Bảo nói trời ơi, con đặt cho bạn, chú tặng cho bạn mà chú không tặng cho con, kỳ á. Thôi, còn 2 giây tặng cho Gia Bảo luôn nha. Anh Phi sẽ ghi chữ Gia Bảo lên đây để về nhà bạn của Gia Bảo không có phàn nàn ha. Gia Bảo nha. Anh Phi tặng thêm 2 giây cho Gia Bảo nha. Còn cái này là của bạn Gia Bảo, về Gia Bảo giao lại cho bạn. Rồi bây giờ thì anh Phi đóng hàng nữa là xong nhé. Còn cái phiếu quà thì anh Phi sẽ làm rồi. Thì anh Phi sẽ lấy số điện thoại của Gia Bảo, tại vì bạn của Gia Bảo nhờ mua hộ, cho nên anh Phi không có số điện thoại của bạn Gia Bảo, cho nên là anh Phi sẽ lấy số của Gia Bảo. Và mai mốt bắt thăm trúng quà mà Gia Bảo có trúng thì là Gia Bảo nhận nha. Rồi chúng ta thống nhất nhau vậy. Còn bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn có thể lên yêu đồ chơi trẻ em.com để xem cái mục Yokundo với Yoyo, nó có trên đó ha. Nhưng mà các bạn vô Yoyo các bạn sẽ thấy hết, anh Phi không có tách mục Yokundo. Còn ở trên này khi các bạn nhận hàng, các bạn sẽ thấy có một cái điểm sai mà anh Phi chưa hề chỉnh đối bấy lâu nay, đó chính là cái địa chỉ trang web của Abo ngày xưa, chính là đồ chơi abo.com. Nhưng mà đồ chơi abo.com có vẻ là các bạn đọc và các bạn chỉ biết cái đó là đồ chơi không, chứ không phải đồ chơi trẻ em. Cho nên là sau này anh Phi chọn lại cái tên miền là yêu đồ chơi trẻ em.com cho các bạn dễ hình dung hơn. Các bạn vô đó là các bạn biết à, ông này ông bán đồ chơi trẻ em nha. Rồi tới bây giờ thì anh Phi đóng hàng nữa là xong ha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn.